Không có nha, không có nha, không có nha. Tay trái đúng không? Tay trái này à? Cũng không có luôn. Đấy các bạn thấy không? Hà Sam chính là một phù thủy rất là giỏi luôn. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ thì Hà Sam không làm mất thời gian của các bạn nữa. Hà Sam sẽ chơi game ngoáy tai các bạn nha. Chắc chắn nên là tai sẽ có rất nhiều những thứ, ví dụ là bẩn này hay lông lá này. Tuy nhiên thì Hà Sam nghĩ rằng nếu mà bẩn thì mình sẽ phải làm cho nó sạch hơn, đúng không các bạn? Và ngày hôm nay thì Hà Sam sẽ đến một cửa hàng, mà ở đấy Hà Sam sẽ hóa thân thành một bác sĩ đi ngoáy tai cho các bệnh nhân các bạn nha. Và tất nhiên là mình phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe rồi. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sam thì đừng quên cho Hà Sam một like và đăng ký và nhớ chia sẻ kênh Hà Sam nữa nha. Nào các bạn ơi, hãy cùng với Hà Sam let's go. Các bạn ơi, game là để giải trí, tuy nhiên thì các bạn không nên dành quá nhiều thời gian trong một ngày để chơi game vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nha. Các bạn ơi, bệnh nhân đầu tiên của Hà Sam này các bạn ơi. Đúng là em, đây là một cô gái cực kỳ hài hước luôn các bạn ạ. Rồi ok, để xem nào. Ui dồi ôi, tay cô rất là bẩn nè các bạn ơi. Rồi tay rất là bẩn luôn. Thì bây giờ mình có cái tăm bông đây, mình sẽ ngoáy. Ui dồi ôi, rồi xong rồi các bạn ơi, sạch sẽ thơm tho trắng kẹo rồi các bạn ạ. Oh yeah, cô đấy còn thả like này cho mình cơ các bạn ạ. Và các bạn ấy đã thả like cho Hà Sam chưa? Nếu mà chưa thì hãy dành ra 2 giây kéo xuống bên dưới like cho Hà Sam đi nha. Rồi ok, và Hà Sam mở ra được một cái dụng cụ gì mới này nè các bạn ơi. Rồi ok, mình lấy luôn nha. Ôi, cô đấy vèo phát đi luôn các bạn ơi. Rồi, đây chính là phòng làm việc của Hà Sam này các bạn ơi. Rộng mênh mông mà không có bóng người luôn, có mỗi mình thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua một thứ gì đó. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không có tiền mua các bạn ạ. Mình phải đi làm trước á. Ok, ui, bây giờ là một cô bé mà tóc cũng kiểu như là chùm nho biến dị các bạn. Người ta chùm nho màu tím, màu xanh, thì đây là chùm nho màu vàng luôn này các bạn. Và cô đấy cũng có một cái biểu cảm, ví dụ như là thế này nè. Rồi ok, cô gái, cô bị đau ở đâu? Cháu bị đau tay lắm, cháu bẩn tay, cứu cháu với. Ok nè, rồi làm luôn. Cháu ơi, tay của cô này rất lắm lông các bạn ạ. À, rồi ok, mình sẽ lấy nè. Ôi, lấy những cái bẩn ở trong tay. Ôi dồi ôi, sạch sẽ rồi các bạn ơi. Ở bên trong ấy lại còn có cả bẩn. Ôi dồi ôi, bẩn gì mà óng ánh kim cương như vàng này các bạn. Trong tay này có cả vàng rồi các bạn ơi. Rồi ngồi vắt chân lên bàn xong rồi. Rồi ok nha. Rồi mình kiếm được rất nhiều tiền này các bạn ơi, 173 đồng tiền vàng đây nha. Tiếp theo. Các bạn ơi, bây giờ là một cô gái tóc màu đen, tóc vàng. Cô gái ơi, cô tên là gì đấy? Chị ơi, em tên là Linh Tinh. Ơ, tên gì mà lại là tên Linh Tinh nhỉ các bạn nhỉ? Em ơi, em nói lại cho chị nghe xem nào. Tên em là Nguyễn Thị Linh Tinh chị ạ. À, bởi vì tóc em thế, mồm em thế, mắt em cũng linh tinh, nên là tên em là Linh Tinh. À, rồi, chị sẽ kiểm tra cho em nha. Nhưng mà tên em hơi đặc biệt đấy. Ui dồi ôi, bên trong tai em tối quá em ạ. À, không phải thối đâu mà là tối. Chỉ có cái đèn dọi vào tai luôn nè. Rồi ôi, nhìn ngứa bạn ơi. Rồi, như một hang động luôn đấy. Rồi xong rồi nha em Linh Tinh. Tiếp nào, vị khách tiếp theo. Úi dồi ôi, bây giờ là một cô gái các bạn ơi. Cô này là Hắc Miêu các bạn ạ. Con mèo đen đấy các bạn. Ok, bây giờ là khách VIP của mình đây nha. Nhưng mà không biết là cô này muốn làm cái gì đây ta. Rồi mình sẽ làm cho cô này nha. Cô ơi, cô ngồi im đi để tôi làm cho cô. Chị có tay nghề chưa? Chị rửa tay chưa? Mình rửa tay rồi, cậu cứ yên tâm đi. Thế chị tên là gì? À, mình tên là gì á? Mình tên là Hà Sam. Hà Sam á? Tên không hay, về đổi đi. Nếu mà không đổi thì em không cho chị
giờ mình sẽ đón tiếp vị khách khác các bạn nha. Rồi, bây giờ là một cậu bé này các bạn ơi. Rồi, mồm cậu ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy... Ui ôi. Rồi, bây giờ... tai của cậu rất nhiều vấn đề này cậu ơi. Nào thì lông tai màu vàng này, còn có cả những cái bẩn của tai này. Ui ôi. Rồi, bây giờ là chiếu tia laser chứ. Xong. Bây giờ là vàng này. Cái mụn này mà lấy ra được cả vàng này các bạn ơi. Cái gì đây? Các bạn ơi, các bạn ơi, cái gì đây? Cậu ơi, sao mà nó bẩn thế này các bạn ơi? Kinh quá là kinh. Rồi, kẹo. Rồi, mình lại mở ra được một đồ mới này các bạn ơi. Rồi, tiếp nha. Wow, lần này là một cụ ông nè. Cụ ông bị đau tai à? Cháu ơi, hôm nay ông đang ăn cà dưa muối mà tự nhiên ông nhức tai quá. Hóa ra là lâu lắm rồi ông chưa lấy giấy tai. Cháu lấy cho ông nha. Vâng ạ, được rồi, để cháu lấy cho ông. Nào, đầu tiên, trong tay ông có kim cương các bạn ơi. Ông ơi, hình như là ông sống lâu tuổi nên là trong tay ông có kim cương luôn nè. Wow, còn có cái gì đây? Ui, cái cục này ơi, cái cục này là cái cục mụn này các bạn ơi, nó lâu lắm rồi đây nè. Rồi, kim cương này ông cho cháu không nha. Cháu xin về cháu rửa xong rồi cháu trưng bày lên tủ. Rồi, tung hoa bầu trời. Sửa chữa à? Em là người máy à? Vâng, em là người máy. Ngoái tay cho em. Ok, chị ngoái tay luôn. Ôi, các bạn ơi, đây là người máy các bạn ạ. À. Thảo nào mà em đấy hét kinh khủng luôn các bạn ơi. Ôi, trong tay em đấy có kim cương nè. Wow, mình sẽ lấy kim cương rồi. Em này không biết là người máy có từ hành tinh nào đến đây các bạn ơi. Mà em đấy nói chuyện y như người thật luôn các bạn ạ. À. Yeah. Xong, ôi, cái gì đây? Bẩn quá em. Tiếp tận trong này mà tối om om các bạn ơi. Ôi ôi, mình không nhìn thấy cái gì luôn này. Nhưng mà mình vẫn phải cố căng mắt ra để mình nhìn. Căng mắt ra để xong. Yeah. Chào em người máy nha. Rồi, lại mở thêm được một cái cưa nữa này các bạn ơi. Rồi, cái cưa này là cái cưa nhựa thôi các bạn nha, chứ không phải cưa thật đâu. Rồi, đấy. Qua một khoảng thời gian thì các bạn nhìn thấy đấy, cái phòng khám của mình nó vẫn rộng mênh mông mà vẫn chẳng có ai. Rồi, ok, khách vào thôi. Thế nhưng mà nhân viên thì không có, có mỗi mình làm thôi mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm gì đây với cậu bé này? Cậu bé, em đừng có há mồm ra thế nữa đi. Em cứ bình thường cho chị nhờ nào. Đừng có đau. Được rồi, chị sẽ rửa chỗ cho em ơi. Các bạn ơi, em lấy hết to quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy kim cương này trong tay em lấy ra đã nha. Rồi, yeah, xong. Rồi, tiếp theo đó chính là lấy giấy tai. Oh yeah. Ôi ôi, phải lấy cả lông tai nữa này các bạn ơi. Ok, có vẻ như là xong rồi đấy. Yeah. Xong. Bên trong tai vẫn bẩn nè. Wow, sao mà nó bẩn kinh khủng thế này. Rồi, vàng nè các bạn ơi, vàng. Yeah, chào em nha. Wow, ông ơi, hình như lần trước ông đến rồi mà. Cháu đã làm cho ông sạch sẽ rồi mà. Cháu ơi, lần đấy chỉ làm một tay thôi, bây giờ làm tay nữa. À, vậy à, được rồi, cháu sẽ làm cho ông nha. Rồi, mình lên lấy lông nhá. Ôi ôi, sao tự nhiên lại có cái con gì ở trong tay ghê quá các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái này. Ôi, xong rồi. Ôi ơi, lần này ông phải trả cháu nhiều tiền đấy, tại cháu sợ con đấy lắm đâu ạ. Cái ông trả cho cháu có 600
20 đồng á, còn chưa được cả 1.000 nữa các bạn ơi. Rồi nhưng mà không sao, mình còn làm miễn phí được cơ mà. Vâng ạ, chào chào ông. Rồi, là vị khách tiếp theo nhưng mà là vị khách quen các bạn ơi. Lại có con này các bạn ơi. Rồi ơi, mình sẽ lấy con này ra trước. Ôi. Kinh quá. Rồi, con này. Ui ơi, kinh quá các bạn ơi. Ôi, bây giờ này kim cương này mình mới thích này. À, rồi. Còn có cả vàng nữa các bạn ơi, nhưng mà đây là giấy tai nha. Thế nhưng mà giấy tai nó còn óng ánh nhánh vàng. Rất là kinh khủng luôn. Rồi, ok. Nè, 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 xong. Đèn đâu, vào đây tủ quá. Nè, 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 chiếu tia laser vào đây. Yeah, chiếu vào đây. Yo, yeah. Bye bye. Em yêu trường, em, ôi đau. Em yêu trường, em, ôi dồi ôi, đau tai quá. Các bạn ơi, một chị khách vô cùng đáng yêu này, tự dưng chị đấy đến chưa, đến ghế của mình, chị đấy ngồi cho chị đấy hát, xong rồi chị đấy kêu ai đau quá, ai đau quá các bạn ạ. Rồi em sẽ làm cho chị nha. Trong tay mà còn có cả nhện nữa. Ôi các bạn ơi, con nhện này, ôi ôi, lại còn có cả một con sâu. Kinh quá các bạn ơi. Rồi ok. Rồi ok, tai của chị đấy gần xong rồi các bạn ơi. Rồi chị đấy sắc ngon lành cành đào rồi. Còn cái gì tiếp theo? Ở bên trong này vẫn còn có một con nhện nữa. My god, mình sẽ bắt con này. Mày ra đây. Dám chui ở trong này à? Rồi ok nè, sạch sẽ rồi. Yeah, em bắt cho chị tận 2 con nhện đấy. Rồi là một vị khách tiếp theo các bạn nha, để xem vị khách này có cái gì đây nè. Ui ô các bạn ơi, wow, bên trong là rất nhiều kiểu như là chất nhầy màu xanh các bạn ạ, mà mình phải rửa sạch cho luôn. Kinh quá rồi. Ôi ôi, hai cái gì đây ta? Wow, nhìn bạn này thì trắng trơn ấy, thế nhưng mà mình rửa sạch hết rồi các bạn ạ. Eo ơi, kinh ơi là kinh luôn ấy. Rồi ok, thế nhưng mà sau khi rửa xong ấy thì rất là sạch sẽ luôn. Nào tiếp nào, vị khách tiếp theo. Úi dồi ôi, chị này. Rồi mình sẽ làm cho chị đấy. Lẫn mấy cả kim cương nè, rồi còn có cả chất nhầy gì ghê ơi là ghê luôn các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình quen với cái nghề này rồi mà. Thế nhưng mà mình vẫn thấy bẩn các bạn ơi. Cục vàng to đùng luôn đó. Vàng. Quá nhiều vàng luôn các bạn ạ. Ôi, chị này cố tình mang vàng cho mình nè. Bao nhiêu tiền đây? 141 đồng các bạn ơi. Yeah. Nào lại mua sắm đồ thôi nào. Mua cái gì đây ta? Được rồi, mình sẽ mua cái rẻ rẻ thôi, chậu cây rẻ này, hoặc là cái ghế này rẻ này, à cái bàn nè, rồi hết tiền. Lại hết tiền. Ừ. Rồi ok. Úi giời ơi. Lại là cái chị này các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái chị này không? Còn mình thì mình vẫn nhớ nha. Rồi mình sẽ làm cái chị này. Úi ôi. Lại có cái con đấy các bạn ơi. Eo ơi, nó còn ngoáy cơ các bạn ơi. Ôi ok, nào rửa sạch, nào rửa sạch. Yeah. Rồi xong, bây giờ vào đây là cái gì đây? Úi ôi, kim cương ruby các bạn ạ. Eo. Rồi, đi laser vào đây. Nè 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 nè.